Nhãn, nhãn bà con, nhãn là rất tốt sức khỏe bà con. Nhưng mà những người có bệnh thế nào không ăn được nhãn, bà con có bệnh thế này, ăn được nhãn vào thì bệnh lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi. Nên bà con vui lòng đừng ăn nha bà con. Đó là bà con ta vui lòng đừng ăn để bệnh mình cho nó tốt hơn. Nhãn này có người không ăn cũng giống như xoài và mít. Ăn vào thì nó nhanh, nhanh tăng huyết áp, áp lực tim, mạch. Bà bầu, phụ nữ đang cho con bú, thừa cân, béo phì, đái tháo đường, gan dị mỡ, có mụn, đói bụng, là không ăn, xoài cũng như mít, nhãn là không nên ăn, bởi vì nó rất nhanh tăng huyết áp, nó áp lực tim, mạch. Bà bầu, phụ nữ cho con bú, thừa cân, người béo phì, đái tháo đường, gan dị mỡ, có mụn, đói bụng, là vui lòng đừng ăn để nó tốt cho sức khỏe của mình. Những người đó là vui lòng đừng ăn, bệnh đó là vui lòng đừng ăn, nó tốt cho sức khỏe của mình. Còn lại là ăn được tốt hết, ăn nhãn là buổi sáng sau khi ăn 2 tiếng mà ăn được không quá 300 gram. Nhớ nha bà con, nhớ bỏ hạt, bỏ hột nha bà con nha, bỏ vỏ nha bà con nha. Ăn lớp cơm trắng thôi, 6 ngày, nghỉ 1 ngày, ăn không quá 300 gram một ngày. Nhưng mà ăn 6 ngày, phải nghỉ 1 ngày, bỏ hạt nha bà con, 300 gram, ta cân ta tính luôn cái hạt, cái vỏ đó. Nhưng mà ta ăn phần cơm trắng thôi. Làm như vậy thì nó tốt cho hệ thần kinh, tăng tuổi thọ, tuần hoàn máu tốt, bổ sung năng lượng tốt, cung cấp vitamin C, làm cho đẹp da, đẹp răng, đẹp miệng, nó chữa lành các vết thương rắn cắn, ngăn ngừa đau dạ dày. Vui lòng đừng ăn quá 300 gram, ăn 6 ngày phải nghỉ 1 ngày bà con nha. Đó, nó giống như là xoài và mít vậy, ăn vào là nó nó tăng nhanh huyết áp, dù nó tăng huyết là kim, dù nó mạch cho bà bầu, mạch phụ nữ có con mọn, nó thừa con béo phì, dù đái tháo đường, gan nhiễm mỡ, mụn, bối bụng, là vui lòng đừng ăn. Ăn vào nó xấu cho sức khỏe của mình. Chúc bà con ta vui vẻ, mạnh khỏe, chào nào.